chấu chân giò 2. Một, 12, ráng lên, gọc, 13, 14, 15, rồi, ok, vô, nhảy đảo chân, nào, nhanh, vào, 30 cái, lên, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, ngân. Ra, cuộn bụng. Vô. Hít thở đều, giữ đều hơi thở. Tay nhớ mở rộng ra nha. Vào. 1. Đừng có quan người quá, dùng cái lực cơ bụng thôi, đừng có gặp cái đầu tới trước nhiều. Gồng bụng. 2, tốt. Sau vô. 3. Sau vô. 4. 5, cuộn bụng vô, trả lên, 6, 7, 8, sau vô, xuống sau xíu nữa, cuộn vô, 9, 10, 10, 12 nào, 12 nào, cuộn bụng vô, 11, trả lên, 12, rồi, tạ, cặp 2 ký, tập 2 ký, cuốn lên, đừng có cúi người, nhấc tạ, giữ, rồi, ok, nhấc lên, lên, cuốn, trụ vô, cuốn, rồi, 1, đúng rồi, 2, 3, 4, 5, đáng lên, 6, 7, 8, 9, 10, ở đây, 11, 12, rồi, hạ xuống. Rồi ra đây, chống tay kéo gối 5 cái mỗi bên chân. Vô. Vào. Dùng lực lên phía trước nha. Tập bụng nè, vào. 1. Duỗi mỗi chân ra, 2. Dùng lực lên, 3. 4. 5. 5, ok rồi, đứng dậy nhanh, cầm miếng tạ. Chưa, đứng dậy cầm miếng tạ 5 kg bước lùi tập mông. Đứng dậy, nhanh. Em chưa có đuổi đâu. Chưa. Đặt miếng tạ 5 kg lên. Bước lùi đập mông, nhanh, tập trung vô, bước lùi. Thang bằng. Mũi chân sau bẻ lại kìa. 2. Xuống sau vô nhanh. Đúng rồi, nhìn vô gương chỉnh. Tốt. 4. Đáng lên. 5. Em gồng cái bờ người em lên coi. 6. Ráng đi. 7. 8. 9. 10. Rồi thả xuống. Jumping jack cho anh 30 cái. Xen kẽ nhanh. Lẹ. Không có chữ thề. Vô. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rồi cầm miếng tạ 5 kg lên, nâng vai, nhanh, hiệp 2, màu lên vô đi, không, nhanh lên.
cầm nâng lên hiệp 2 nha anh. Trụ vô, nâng. 1 2 3 Trụ lưng vô, gồng bụng lại, đừng có ngã lưng ra sau. Rồi, bình tĩnh, kiểm soát lên. 6 Đừng có quăng. 7 Gồng bằng 3 đưa lên. 8 Đá lên. 9 10 Rồi, thả xuống.